Tỷ phú Donald Trump, ông trùm bất động sản và hành trình từ kẻ trắng tay trở thành tân tổng thống Mỹ. Câu chuyện của ông Donald Trump, tân tổng thống Hoa Kỳ, là câu chuyện của những chuyến phiêu lưu, những lần chinh phục các đỉnh cao mà ở đó có cả thành công và thất bại, ngọt ngào và cay đắng. Nhưng sau tất cả, người ta vẫn không ngừng dõi theo câu chuyện của ông với hy vọng sẽ tìm ra bí quyết thành công của tỷ phú cá tính nhất nước Mỹ. Cậu bé bướng bỉnh. Donald Trump sinh năm 1946 tại quận Queens, thành phố New York của Mỹ. Ông là con thứ tư trong một gia đình năm anh chị em. Mẹ ông Marianne sinh ở đảo Lewis ngoài khơi biển Scotland, sau đó di cư đến Mỹ. Cha ông Fred Trump là con trai của một chủ nhà hàng kiêm phát triển bất động sản trong thời kỳ người dân Mỹ và thế giới đổ xô đến Klondike để đào vàng từ năm 1896 đến năm 1999. Khi Donald Trump chào đời, cha của ông đang xây dựng một số khu nhà lớn ở New York, đặc biệt ở khu vực Brooklyn, bán cho binh sĩ có thu nhập trung bình và gia đình họ sau khi chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Tính đến thời điểm đó, tỷ phú Fred Trump đã có gần 20 năm trong kinh doanh bất động sản. Tân Tổng thống Mỹ từng thừa nhận, ngay khi học tiểu học, ông đã gây rắc rối. Donald Trump nhớ lại, "Tôi nhớ hồi học cấp 2, tôi đã đấm một thầy giáo dạy nhạc thâm đen một mắt, bởi vì tôi nghĩ thầy chả hiểu gì về âm nhạc và tôi suýt bị đuổi học." Lo lắng con trai bị đuổi học vì thiếu lễ phép, ông Fred chuyển Donald đến Học viện Thiếu sinh quân New York vào đầu năm học lớp 8. Trở đưa học ở đó 8 năm, ông tốt nghiệp với cấp bậc đội trưởng thiếu sinh quân. Vào những dịp nghỉ hè khi còn là một thiếu niên, Donald Trump thường theo cha dạo quanh những khu nhà ở Brooklyn để mua lại của các đối thủ. Khởi nghiệp với địa ốc. Học hết phổ thông, Donald Trump đăng ký học kinh tế tại trường đại học tổng hợp Fordham. Sau đó, ông chuyển trường và lấy bằng cử nhân kinh tế của trường tổng hợp Pennsylvania. Tốt nghiệp đại học, lúc đầu Donald Trump làm việc ngay tại công ty của cha mình. Đến năm 1974, ông mở công ty kinh doanh địa ốc riêng. Năm 1975, Trump lao vào mặt trận địa ốc với những dự án khá lớn. Đầu tiên là khách sạn Commodore Hotel, sau đó là Grand Hyatt Hotel New York và hàng loạt những công trình lớn khác. Phần lớn tiền đầu tư của Trump là vay tiền của ngân hàng. Khi đó, ông mới chỉ 30 tuổi và đã sớm nổi danh là một người dám mạo hiểm, chấp nhận phiêu lưu trong kinh doanh. Vào đầu những năm 80, Donald Trump đã thực sự trở thành một ông trùm bất động sản. Tiếng tăm của ông lại càng trở nên nổi hơn bao giờ hết khi năm 1983, ông cho khánh thành tòa nhà Trump Tower, nguy nga và tráng lệ tại khu phố Manhattan sang trọng nhất của nước Mỹ. Người dân New York đều tự hào về tòa nhà này và coi đó như là một biểu tượng của sự phồn vinh và tiềm lực kinh tế của mình. Lần chết hụt và con gà đẻ trứng vàng. Vinh quang là thế, nhưng vào cuối những năm 80, Donald Trump đã có những lúc sa cơ lỡ vận thảm hại với gần 5 tỷ đô la nợ nần. Thị trường bất động sản đóng băng, văn phòng nhà ở, khách sạn không cho thuê được. Trong khi đó, các ngân hàng, nhà đầu tư ráo riết đòi nợ ông. Tất cả các bất động sản có thể bán được ngay đều được bán để trả nợ mà vẫn không đủ. Hãng hàng không Eastern Airlines mà Donald Trump mới mua đầu năm 1989 cũng phải bán đi sau chưa đầy 3 năm hoạt động. Tưởng như ông chỉ còn nước bỏ trốn các chủ nợ, thời gian này ông cũng phải ra tòa ly hôn với tổng chi phí hơn 20 triệu đô. Donald Trump kể lại, cuộc đời là thế, nhiều khi hàng loạt khó khăn đổ ập đến cùng lúc, nhưng ngay cả vào những thời điểm khó khăn như vậy, tôi vẫn luôn hy vọng vào những cơ hội may mắn, thậm chí nhiều may mắn cùng đến. Sự thành công trở lại của Donald Trump là cả một kỳ tích. Càng sa cơ, ông lại càng mạo hiểm. Ông có thể vay chỗ này để trả nợ chỗ kia, ông thế chấp để vay ngân hàng, rồi lại phải để cho ngân hàng phát mại. Trước rất nhiều sức ép của các ngân hàng, chủ nợ, nhưng Donald Trump vẫn khôn khéo đàm phán, thương thuyết để giữ lại cho riêng mình bằng mọi giá một bất động sản mà ông đang đầu tư dang dở với một ngân sách khổng lồ. Đó là hệ thống sòng bạc casino ở Atlantic City mang tên Trump Taj Mahal. Và cuối cùng ông đã được đền đáp xứng đáng. Donald Trump đã đúng, bởi đấy chính là con gà đẻ trứng vàng cho ông. Sự bành trướng của đế chế Trump. Các sòng bạc này ngày càng phát đạt và đem lại những món lợi nhuận khổng lồ cho ông chủ Trump. Có tiền, Donald Trump lại tiếp tục đầu tư bất động sản, lại xây dựng những công trình thế kỷ ở khắp mọi nơi.
Ngoài ra, Donald Trump còn có các nguồn thu tiền cho thuê tòa nhà Trump Tower, tiền thu từ các casino ở New Jersey, Florida và vô số các nhà nghỉ, các cửa hàng kinh doanh khác. Tuy nhiên, mức độ giàu có của Trump là một chủ đề gây tranh cãi trong nhiều thập kỷ vì ông trùm bất động sản luôn khẳng định tài sản của ông cao hơn nhiều so với những con số thống kê của các đơn vị. Từ khi tham gia tranh cử, ông luôn khẳng định tài sản của mình ít nhất là 10 tỷ đô. Trong khi đó, tạp chí Forbes và Fortune đều tính toán con số này không thể vượt quá 5 tỷ đô la. Dù vậy thì nhiều công ty thẩm định giá tài sản vẫn cho rằng tài sản vô hình của thương hiệu Trump có thể khiến giá trị tài sản của vị tỷ phú tăng cao hơn thế. Xét về độ nổi tiếng, ông không hề kém cạnh bất kỳ ai bởi tài kinh doanh thiên bẩm trên nhiều lĩnh vực, sự đào hoa, mức độ chịu chơi và đặc biệt là khả năng diễn thuyết, viết sách về nghệ thuật làm giàu. Và những người đang từng ngày ước mơ học làm giàu đều công nhận rằng cuốn sách hay nhất là chính cuộc đời đầy may rủi, sự nghiệp kinh doanh có không không đến ly kỳ của ông. Còn nhớ ngày 23 tháng 10 năm 2005, hàng ngàn người hâm mộ Donald Trump và mong muốn biết con đường làm ăn của ông đã chấp nhận bỏ ra một số tiền khổng lồ để đến nghe ông diễn thuyết. Chỉ trong một giờ trình bày, ông đã bỏ túi 1,5 triệu đô la. Tính ra, giá một phút nói chuyện của ông lên tới 25.000 đô. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Tung hoành làng giải trí. Theo tờ The New York Times, ông sở hữu một phần hoặc toàn bộ các giải Hoa hậu Hoàng Vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Thiếu niên Mỹ. Ông cũng tham gia với vai trò diễn viên khách mời trong một số chương trình truyền hình và phim được ưa chuộng nhất trong thập niên đó, bao gồm Home Alone 2, Sex and the City và The Fresh Prince of Bel-Air. Năm 2003, ông Trump đã tận dụng tính cách và ngoại hình để bắt đầu sản xuất và đóng vai chính trong loạt chương trình truyền hình thực tế của đài NBC mang tên The Apprentice. Các thí sinh tham dự phải tranh tài với nhau và giành các vị trí quản lý tại Trump Organization. Chương trình nhanh chóng trở nên ăn khách và nổi tiếng với câu nói cửa miệng của ông Trump: bạn đã bị sa thải. Thành công ngoài mong đợi của chương trình này đã dẫn đến sự ra đời của nhiều chương trình khác với thí sinh là những nhân vật nổi tiếng. Năm 2007, ông Trump được trao tặng một ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood nhằm tôn vinh sự đóng góp của ông cho chương trình này. Cánh cửa vào Nhà Trắng. Donald Trump đã hai lần chạy đua cho chức Tổng thống Mỹ. Năm 2000, ông phát động một chiến dịch thăm dò và giành chiến thắng ở hai cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cải cách. Sau nhiều năm dai dẳng với ý tưởng kiếm một chân trong Nhà Trắng, ngày 16 tháng 6 năm 2015, Trump tuyên bố sẽ chính thức tìm kiếm đề cử của đảng Cộng Hòa. Chiến dịch tranh cử cho đảng Cộng Hòa của ông thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông nhiều hơn tất cả các ứng viên đảng Cộng Hòa khác gộp lại. Đặc biệt, sức hút từ tên tuổi Donald Trump, truyền thông sẵn sàng PR miễn phí cho ông. Dựa trên nền tảng chủ nghĩa đại chúng, chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump nhận được sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp cử tri công nhân, những người bất mãn vì mất việc làm và những thay đổi về sắc tộc và tôn giáo đang diễn ra trên đất Mỹ. Ngày 8 tháng 11 theo giờ Mỹ, Donald Trump đã chính thức vượt qua bà Hillary Clinton để trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sau một cuộc bầu cử vô cùng kịch tính. Những bóng hồng trong cuộc đời. Donald Trump có lẽ sẽ trở thành vị tổng thống nhiều lần ly hôn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ivana Mary là người phụ nữ đầu tiên đủ sức quyến rũ, thuần phục vị tỷ phú đào hoa trở thành người đàn ông của gia đình. Sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi kết hôn vào năm 1977 và có với nhau ba người con: Donald Trump Jr., Ivanka Trump và Eric Trump. Bà Ivana được ông Trump tín nhiệm giao làm phó chủ tịch hội thiết kế nội thất cho tổ chức Trump và chủ tịch của khách sạn sòng bài Trump Castle. Tuy nhiên, sau khi phát hiện người bạn đời của mình phản bội, Ivana đã ly dị ông Trump. Nhiều nguồn tin cho rằng hiện cặp vợ chồng vẫn vui vẻ hợp tác với nhau trong một số dự án bất động sản. Mala Maples được cho là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân nồng cháy giữa ông Trump và người vợ đầu tiên. Mala tìm mọi cách gây sức ép để buộc ông Trump ly dị bà Ivana. Một năm sau khi ly hôn, ông Trump đến với người mẫu kim cựu hoa hậu này. Họ có với nhau một đứa con gái là Tiffany Trump. Đám cưới đầy thị phi đã khiến sự nghiệp của vị tỷ phú lao dốc không phanh, nợ nần chồng chất. Có thể nói đây chính là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời tổng thống vừa đắc cử của nước Mỹ.
năm 1999, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Bà Melania Trump sinh năm 1971 tại Svenica, Slovenia, là phu nhân hiện tại của Tổng thống Trump. Bà lớn lên trong một gia đình giàu có, mẹ là nhà thiết kế thời trang và cha mở đại lý bán xe hơi. Năm 1996, bà chuyển tới New York sinh sống, phát triển sự nghiệp người mẫu. Melania gặp vị hôn phu tương lai tại một bữa tiệc năm 1998. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến hai người bén duyên từ đó, dù bà Melania kém ông Trump 24 tuổi. Năm 2005, họ tổ chức lễ cưới hoành tráng và xa xỉ ở Palm Beach, Florida. Hiện hai người có với nhau một người con trai chung là Baron, là vợ của ông trùm bất động sản New York, nhưng bà Melania không phụ thuộc vào chồng mà rất thành công trong việc điều hành công ty kinh doanh riêng. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!